Mở đầu bộ phim Naruto, rất lâu về trước khi ninja chưa tồn tại, cũng như khái niệm về shinobi, một người đã ăn trái cấm của thần thụ để có sức mạnh của chakra. Có trong tay sức mạnh, người đó đã chấm dứt kỷ nguyên hỗn loạn. Nhưng vì sức mạnh quá lớn nó đã chiếm lấy tâm trí cô ta, tình yêu hay sức mạnh mới là thứ duy trì trật tự của thế giới. Sự mâu thuẫn đó đã gây ra một cuộc hỗn chiến gần như không bao giờ kết thúc và kéo dài cho đến tận thế hệ sau. Mà nổi tiếng đó là trận cũ nhất và Madara, hai vĩ nhân của thế giới shinobi, dòng chảy của các sự kiện nối tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến hiện tại. Lúc còn nhỏ, Hinata trong lúc đi chơi đã bị tụi con trai bắt nạt vì biết cô thuộc tộc Hyuga, vì có đôi mắt khác thường nên bọn chúng chế giễu cô. Naruto đang ở gần đó thấy vậy nên đã chạy đến giải cứu mỹ nhân, cậu tự giới thiệu mình là Naruto và sẽ trở thành Hokage tương lai. Thấy bọn nó vẫn chế giễu cậu liền thi triển nhẫn thuật phân thân chi thuật nhưng lại tạo ra hai chú tiểu mini Naruto, bọn bắt nạt liền cười lớn rồi đấm cậu chảy máu mũi khiến cậu lăn ra ngất. Bọn chúng liền lấy khăn quàng cổ của Naruto rồi chơi đùa và giẫm đạp lên nó. Naruto vội bật dậy tiếp tục thi triển nhẫn thuật nhưng bọn chúng đã bỏ đi. Đây cũng là ngày đầu tiên mà Naruto và Hinata gặp nhau, mở đầu cho mối tình sâu đậm của Hinata dành cho Naruto của chúng ta. Hinata cầm trên tay chiếc khăn của cậu nhìn bóng dáng chạy đi. Naruto, anh hùng của chúng ta trải qua bao năm tháng cố gắng để cả thế giới phải công nhận. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi anh đã trưởng thành. Ở một nơi nào đó, một tên bí ẩn đang âm mưu với tộc Hyuga. Hắn ta yêu cầu trưởng tộc Hyuga là Hyacin để ông ấy quyết định tương lai của tộc mình. Nhưng ông ấy đã phản đối và tấn công hắn ta. Bất ngờ hắn biến mất, hàng loạt tên bịt mặt lao vào tấn công nhưng được hai thuộc hạ lao đến bảo vệ. Số lượng bọn chúng quá đông, chúng lao vào bắt lấy trưởng tộc Hyacin nhưng đều bị đánh bay ra bởi một luồng xoáy khổng lồ. Tên cầm đầu đã tung một cú trưởng làm ông ấy bị thương và phải rời đi ngay. Đối mặt với sự truy sát của bọn chúng, ông ấy đã chạy vào một cái hang nhưng bọn chúng không tha mà phá hủy trần của hang động làm số đất đá đè lên người trưởng tộc Hyacin. Trở lại với Naruto, hôm nay cậu là khách mời của thế hệ shinobi trẻ, cậu sẽ chỉ cho bọn trẻ vài thế võ. Đám con gái mới lớn mê cậu như điếu đổ vì những điều vĩ đại mà Naruto đã làm trong cuộc chiến 2 năm trước. Sắp đến lễ hội luân hồi, Hinata muốn đan một chiếc khăn để tặng cho Naruto thay thế chiếc khăn cũ kia. Tại lễ hội luân hồi, Naruto được rất nhiều cô gái đến để tặng quà cho cậu. Lúc này Hinata đang đi mua dây len để đan khăn quàng cổ, cô liền bắt gặp Sakura. Chỉ nhìn qua lời nói cử chỉ, Sakura đã biết ý định và chúc cô ấy thành công. Mặc dù vậy, vì quá nổi tiếng nên có những cô gái từ làng khác qua tận đây để tặng quà cho cậu ta. Nhận được sự cổ vũ động viên từ Sakura, Hinata đã cảm thấy tự tin hơn. Khi vừa làm xong chiếc khăn, cô liền ôm lấy nó chạy ngay đến chỗ của Naruto để gửi gắm tình cảm này. Nhưng vừa chạy được một lúc, cô lại băn khoăn có nên để đến sáng mai hay không. Cô ấy cứ lặp đi lặp lại những hành động của mình thì bị Hanabi thúc giục cô nhanh đi tặng quà đi. Cô em gái liên tục muốn cô bày tỏ tình cảm trước người ấy. Thấy cô em gái cứ trêu mình, Hinata liền đỏ mặt rồi rời đi. Trong khi đó, tại cơ quan tối mật, các đại diện từ ngũ quốc đã họp về việc mặt trăng đang rơi xuống trái đất. Trợ lý từ làng lá liền giải thích nếu hai thiên thể gần nhau thì trọng lực sẽ hút nhau, bề mặt của mặt trăng sẽ bị vỡ vụn, những mảnh vỡ có lẽ đã bắt đầu rơi xuống trái đất. Tiếp sau đó mặt trăng sẽ vỡ ra và lao vào trái đất và hủy diệt cả hành tinh, bọn họ không biết liệu chuyện này là do tự nhiên hay có người gây ra. Trong khi lúc này Naruto và đám bạn đang ăn mì ramen, thấy Hinata, Sakura liền kêu cậu ấy vào vì hôm nay Naruto đãi. Cô ấy vừa bước vào thì ba cô gái khác chạy đến nên Naruto cũng mời vào ăn. Thấy một cô cứ bám lấy Naruto, Hinata không vui liền bỏ về. Sakura liền đề nghị Naruto đưa cô ấy về nhưng cậu lại hỏi tại sao. Đúng là một tên đần độn, mặc dù Sakura đã giải thích hết mức nhưng tên ngốc Naruto lại không hiểu ý và cho rằng Hinata rất mạnh nên không ai dám đụng đến cô ấy. Hinata nghe vậy liền bỏ đi, khiến Sakura chửi cậu là đồ ngốc rồi bỏ đi. Trong khi đó từ trên trời, một nhóm bí ẩn đã đột nhầm vào gia tộc Hyuga. Bọn chúng liền tấn công cô em gái rồi bắt cô bé đi, trong lúc tẩu thoát Sai đã phát hiện và truy đuổi theo. Hắn ta tấn công Sai nhằm cắt đuôi anh. Hinata lúc này đang ngồi một mình tại công viên thì bất ngờ một tên lạ mặt tiến đến. Hắn đến đây vì cô. Naruto lúc này đang đi tìm Hinata thì bắt gặp bọn chúng đang định bắt cóc cô ấy. Tên lạ mặt sử dụng sức mạnh làm ngất cô để bắt cóc. Naruto chạy đến ngăn cản nhưng hắn ta liền biến mất. Bọn bí ẩn liền lao vào tấn công Naruto. Cậu một mình đánh bay bọn chúng rồi nhân cơ hội chạy thoát và tạo ra nhiều phân thân để đánh trả bọn chúng. Hinata lúc này đã tỉnh lại nhưng cô không có sức mạnh để kháng cự. Naruto cố gắng đuổi theo kịp hắn ta nhưng liên tiếp bị cản trở. Bọn chúng đồng loạt tấn công. Naruto phản đòn một chiêu Jiraiya tiêu diệt bọn chúng, cậu đã đuổi kịp và tấn công hắn ta. Từ trên cao bọn chúng lại tấn công cậu điên cuồng, Naruto ném một chiêu về phía hắn khiến Hinata rơi xuống, may mắn chiếc khăn mắc lại cứu cô một mạng. Naruto liền hỏi Hinata vẫn ổn thì cậu bị tấn công, tên kia tạo ra nhiều quả cầu tấn công, Naruto liên tục né chiêu và tung trưởng Jiraiya cho hắn ta về chầu ông bà. Lúc này Hinata cố gắng leo lên nhưng cơ thể cô đang dần mất đi sức mạnh, chiếc khăn bị đứt làm cô rơi xuống phía dưới. May mắn Naruto đã chạy đến cứu cô ấy thần công. Nhưng chiếc khăn đã bị đứt,
Naruto muốn hỏi bọn vừa nãy là ai nhưng cô ấy không biết bọn chúng là những kẻ nào, bất ngờ tên lạ mặt lại xuất hiện. Hắn tuyên bố ngày tận thế đã cận kề, cậu lao đến tấn công nhưng hắn lại biến mất rồi xuất hiện trên không, trước ngày tận thế hắn sẽ vì Hinata mà đến. Nói xong hắn liền biến mất, một quả thiên thạch lao xuống bay qua ngôi làng tạo ra vụ nổ khủng khiếp. Từ ngoài vũ trụ tên lạ mặt đang muốn hủy diệt địa cầu, lúc này Hokage Kakashi đã lập một nhóm để giải cứu Hanabi vừa bị bắt cóc, Shikamaru sẽ làm đội trưởng. Cậu được giao một đồng hồ đếm đến khi trái đất bị phá hủy, hóa ra Toneri là kẻ bắt cóc Hanabi, hắn đang thao túng mặt trăng để phá hủy trái đất. Ngay sau đó cả nhóm lên đường, hai người một nhóm chia nhau ra tìm, sử dụng đôi mắt của mình Hinata đã phát hiện ra manh mối, đó là kunai của cô bé. Cả nhóm lại lên đường tìm kiếm đến một cái hang, bên trong chứa một cái hồ. Cả nhóm liền lặn xuống tìm hiểu, lần xuống đáy hồ bọn họ đã bước qua một không gian khác. Bọn họ đều bị ảo giác trong tâm trí, những sự kiện trọng quá khứ hiện lên trong đầu. Chiếc khăn như mối liên kết giữa Hinata và Naruto xuất hiện cuốn lấy cậu. Những câu nói sự kiện, những lời nói thật lòng tình yêu của Hinata dành cho Naruto là thật lòng. Trong giấc mơ Naruto biết được người mà Hinata viết trên giấy muốn ở bên cạnh khi ngày tận thế lúc nhỏ chính là cậu. Những sự kiện lúc nhỏ liên tục xuất hiện để Naruto biết được thứ tình cảm mà Hinata dành cho Naruto. Lúc này cả đám đã tỉnh lại, nơi đây là một cái bẫy đưa kẻ xâm nhập vào ảo thuật nhốt họ vào ký ức, nhờ có Sakura mà bọn họ đã thoát khỏi ảo thuật. Nhìn thấy một con suối cả nhóm lao vào nó, Hinata là người đi cuối cùng thì bất ngờ tên lạ mặt Toneri xuất hiện, cô ấy liền hỏi em gái mình ở đâu. Hắn ta liền tiến đến và nói rằng cô bé vẫn an toàn, hắn gọi Hinata là công chúa Bakugan và yêu cầu cô hãy kết hôn với hắn ta. Naruto nhận thấy Hinata chưa xuất hiện, cậu liền quay lại, nhóm Sakura bên này vừa bước qua cánh cổng đã chạm trán một con quái vật cua khổng lồ. Lúc này Naruto đã quay lại kịp bảo vệ Hinata, cậu liền lao vào tấn công hắn ta một trận, hai bên tung đấm liên hoàn, Naruto đấm tên Toneri một đấm đánh bay hắn ta ra xa. Nhân cơ hội anh lao xuống lợi dùng lực xoay tung một đấm đánh vỡ mặt hắn ta văng vào tường, hóa ra hắn chỉ là con rối, hắn tuyên bố lần tới chân thể thật sẽ tới tìm cô ấy. Naruto liền đấm một phát khiến con rối vỡ vụn, trong khi bên nhóm của Sakura, một con cua khổng lồ xuất hiện, nó liền tấn công cả bọn. Lớp giáp của nó khó đâm thủng, Sai liền triệu hồi ra những con hổ nhưng đều bị càng của nó tiêu diệt. Anh lại triệu hồi ra hai người khổng lồ ngăn cản con cua, chúng đạp gãy chân nó và ném vào bức tường làm lộ một đường đi. Shikamaru thi triển nhẫn thuật trói con cua lại, Sakura liền tung nắm đấm tiêu diệt thần công con cua đó, ngay sau đó cả nhóm đã tập hợp lại. Vừa ra khỏi cửa hang cả nhóm bất ngờ với một thế giới khác, trước mắt bọn họ là một hòn đảo đang lỡ lững, bọn họ đang ra soát trên không nhưng không phát hiện thấy ai cả. Hóa ra bọn chúng đang núp trong những cái bong bóng dưới mặt đất. Ngay tối đêm đó trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, Hinata liền bí mật đi một mình. Thấy thế Naruto liền đi theo thì phát hiện Hinata đang đan chiếc khăn len mà cô ấy đem theo. Sáng hôm sau cả bọn phát hiện khoảng 20 km về phía trước có ngôi làng. Nhưng ngôi làng không có một bóng người, có vẻ nó đã được xây dựng cách đây vài trăm năm về trước. Bất ngờ bọn họ phát hiện rất nhiều đầu lâu, có vẻ đã từng có chiến tranh tại đây. Naruto và Hinata vừa đi dò tìm vừa như đi chơi như một cặp đôi vui vẻ. Ngay sau đó bọn họ phát hiện di tích cổ. Tại đây lời tích để lại trên tượng đá, nếu sự bước lệch con đường của nhân loại thì phải chịu sự trừng phạt của thiên sinh nhân và mặt trăng hồi sinh. Có vẽ tên Toneri đang dịch chuyển mặt trăng, bất ngờ mặt đất rung chuyển, một lối đi bí mật hiện ra, từ bóng tối một ông lão bước ra. Ông ta bước ra vì cảm nhận Bakugan, lão ta liền há ra một quả cầu, nó liền phát sáng hiện lên ký ức bên trong, bất ngờ Hinata liền ngất đi. Ông ta đã kích hoạt Tenseigan lên người cô ấy rồi vỡ vụn ra đất, lời cuối cùng ông ta muốn bọn họ ngăn chặn Usutsuki. Usutsuki là họ của lục đạo tiên nhân, tối ngày hôm sau, tên Toneri đã đến tìm Hinata. Bất ngờ Hinata giao lại cho cậu chiếc khăn len rồi cùng hắn bước lên con thuyền rời đi, cậu ngỡ ngàng nhìn theo bọn họ. Ngay lập tức Naruto đuổi theo nhưng bị đám thuộc hạ tấn công, may mắn những thành viên khác đến kịp lúc để cứu cậu. Tên Toneri liền tấn công Naruto bằng một chưởng. Nó hấp thụ ra Rengan rồi lao vào người cậu tạo ra một quả cầu lao xuống mặt đất thổi tung lên một vụ nổ khổng lồ phá hủy một phần của mặt trăng. Naruto rơi xuống cái hố bên ngoài chính là trái đất, trong khi đó tại trái đất người dân đang đi từng đoàn lớn để tránh nạn. Những viên thiên thạch lớn lao xuống khiến các Kage từ các làng phải trực tiếp ra ngăn cản. Lúc này Naruto đã thoát chết nhưng chakra của cậu gần như bị hút ra ngoài, Hinata và em gái thì bị nhốt lại lâu đài của Toneri. Hóa ra ở lần gặp trước Toneri đã gặp Hinata và kể cho cô về tổ tiên của mình là Usutsuki Hamaru. Ông ta cũng là em trai của lục đạo tiên nhân trái đất và tộc Hyuga của Hinata được thừa hưởng dòng máu từ vị Hamura này. Từ rất lâu về trước người anh là lục đạo tiên nhân vì lo sợ thập vĩ với nguồn sức mạnh khổng lồ sẽ mang lại thiên tai cho thế giới. Vì vậy ông ta đã chia sức mạnh ra cho 9 vĩ thú và để lại xác của thập vĩ bị hút cạn chakra và được cất giấu phong ấn tại mặt trăng. Vì để bảo vệ ma vương thập vĩ, Hamura đã quyết định ở lại mặt trăng. Lục đạo tiên nhân khai sinh ra Shinobi tại trái đất nhưng người em lại nghi ngờ về thế giới mà người anh gây dựng. Ông đã dặn dò con cháu, nếu thế giới mà anh trai ông ta tạo ra đi lệch khỏi nhẫn đạo Shinobi thì hãy hủy diệt thế giới đó.
Hàng thiên niên kỷ trôi qua, những cuộc chiến giữa các shinobi ở trái đất chưa dừng lại, đỉnh điểm là ngoại đạo ma vương thập vĩ bị đánh cắp và hồi sinh. Gia tộc của Toneri nhận ra shinobi trái đất sẽ hủy hoại hòa bình và trật tự thế giới, vì vậy theo thiên mệnh của Hamura, bọn họ sẽ hủy diệt trái đất. Khi cặp mắt Ryakugan thuần khiến hòa quyện cùng chakra của Toneri, nó sẽ trở thành thiên sinh nhãn, với sức mạnh của nó từ đống cho tàn của trái đất. Hắn ta sẽ xây dựng một thế giới mới, trong lâu đài này tất cả người hầu đều là những con rối do tổ tiên hắn ta để lại. Hắn muốn bọn họ kết hôn và đưa vào giấc ngủ sâu chờ trái đất ổn định lại, nhưng Hinata không muốn, nếu làm vậy trái đất và mặt trăng sẽ bị hủy diệt đấy. Nhưng Toneri nói rằng lâu đài này được bảo vệ bởi một lớp chakra đặc biệt. Hinata sau đó nhớ lại lúc cô bị quả cầu ánh sáng kia tác động. Nó đưa cô về những sự kiện trước kia trên mặt trăng này, hóa ra tại đây từng có chiến tranh giữa hai thế lực, cuộc chiến đã giết chết rất nhiều người, ông lão bí ẩn kia chính là hậu duệ của Hamura, là chánh gia tộc Otsutsuki, trước đây phân gia người có thiên mệnh với Hamura đã tiêu diệt bọn họ. Toneri, một trong số hậu duệ của phân gia, đang cố để mặt trăng rơi xuống trái đất. Ông ta liền cầu xin Hinata công chúa Byakugan hãy phá hủy Tenseigan để cứu lấy trái đất. Sau đó Otsutsuki Hamura đã đến trước mặt cô, mong Hinata hãy bảo vệ thế giới mà anh trai của ngài gây dựng khỏi bị hủy diệt. Trong lúc đó, nhóm của Shikamaru đang đi tìm lâu đài, anh liền tấn công mặt trăng lớn kia, quân địch liền phát động tấn công. Số lượng của bọn chúng áp đảo, nhưng Shikamaru đã kịp thời phát hiện lối đi bí mật của bọn chúng. Khi phát hiện được lối đi bí mật, hai người liền rút lui vào một hẻm núi. Sai liền tạo ra một con cua khổng lồ để ngăn cản đám kia. Tại trái đất lúc này đang khởi động một cổ pháo khổng lồ, bọn họ sẽ bắn những viên thiên thạch lao vào trái đất. Lúc này tại mặt trăng, Toneri đã đàn Hinata vào tòa tháp của Hamura. Cô muốn vào đây để tìm Tenseigan để phá hủy nó, phía bên trên chính là thiết bị hủy diệt mà năm xưa phân phái sử dụng. Bọn họ ngay sau đó rời đi, vô tình đôi mắt của cô đã nhìn thấy một điểm đáng ngờ. Ngay sau đó Hinata tìm cách đến chỗ bí ẩn ấy, cô chạy vào một lối bí ẩn và đến được trung tâm. Nơi đang chứa một quả cầu lớn, đó chính là Tenseigan, đang định phá hủy nó thì đám thuộc hạ đã chạy đến bao vây cô, chúng lao vào tấn công Hinata. Cô liền tấn công đáp trả hạ gục từng tên một, bất ngờ Toneri đã bắt được Hinata. Lúc này cô mới nói rằng tên Toneri đã sai vì linh hồn của Hamura đã giao phó thiên mệnh lại cho Hinata. Và Toneri đã phản bội lại lời dạy của Hamura. Hamura chưa bao giờ có ý định hủy hoại trái đất và thế giới của lục đạo tiên nhân cả. Nhưng tên Toneri vẫn cương quyết không chịu nghe và kéo cô ấy đi. Hắn ta vẫn tin rằng thiên mệnh của Hamura để lại là hủy diệt thế giới của lục đạo hiền nhân. Hắn liền tạo quả cầu và đâm vào ngực của Hinata để biến cô ấy thần con rối. Quay trở lại trái đất, trưởng tộc Hyuga vẫn còn sống, ông ấy đã cô bước đi nhưng rồi lại ngất xỉu. Lúc này tại mặt đất, bọn họ đang chuẩn bị bắn hạ mặt trăng. Cùng lúc đó phía trên kia, buổi hôn lễ bắt đầu diễn ra. Phía bên ngoài, nhóm Shikamaru đang bắt đầu cuộc tấn công vào lâu đài. Naruto liền tung tuyệt chiêu lốc xoáy hủy diệt hết bọn chúng. Shikamaru thi triển nhẫn thuật bắt lấy một tên rồi điều khiển hắn ta mở lối đi bí mật tiến vào bên trong. Vũ khí mặt đất liên tục nã đạn vào bọn họ, không may chim của Sakura đã bị bắn trúng khiến cô rơi xuống đất. Naruto liền đuổi theo kịp thời cứu lấy cô ấy. Shikamaru và Sai kịp thời đột nhập vào bên trong, theo sau là Naruto và Sakura. Nhờ Naruto cảm nhận, họ biết được Hanabi bị nhốt ở tòa tháp kia. Trước tiên bọn họ cần giải cứu Hanabi trước đã. Đám cận vệ đang lao đến, Naruto tung đấm hạ hết bọn chúng. Hinata đang bị điều khiển cùng Toneri thực hiện nghi lễ kết hôn, nhưng bước cuối cùng gần đạt được thì Naruto đã chạy đến kịp ngăn cản, tên thuộc hạ lao vào tấn công cậu. Cả hai thi triển võ thuật tấn công đối phương, Toneri liền kéo theo Hinata vào bên trong, Shikamaru liền kêu Naruto đuổi theo còn mình sẽ ngăn cản bọn chúng. Sai và Sakura đang chạy đến giải cứu Hanabi. Bọn rối đang đứng chờ bọn họ trước mặt, bên này Naruto đang đuổi đến, những viên thiên thạch khổng lồ đang lao xuống trái đất. Gaara liền tạo ra các cột cát khổng lồ chống đỡ trước các viên thiên thạch. Tại làng lá, các shinobi lao lên phá hủy cả viên thiên thạch lớn nhưng nữa còn lại vẫn lao xuống đất. Bất ngờ Sasuke lao lên một chiêu phá hủy nó cứu lấy làng lá, anh cũng đưa trưởng tộc Hyasin đến đây, tại khẩu pháo chakra năng lượng đang nạp đến 77%. Cùng lúc đó những con rối đang lao đến nhưng liền bị Sakura đấm vỡ không thương tiếc. Tên Toneri đang đem Hinata vào giấc ngủ sâu thì Naruto chạy đến. Hắn liền ra lệnh khiến Hinata lao vào tấn công Naruto, cậu liên tục né đòn vì biết cô đang bị điều khiển. Naruto liền tung nắm đấm để lấy quả cầu mà tên Toneri cài vào người cô ấy ra. Toneri sử dụng sức mạnh hút lấy Hinata về tay hắn, cậu đuổi theo nhưng lại bị đẩy lui ra đằng sau. Hinata lúc này tỉnh lại khi hắn cố điều khiển cô. Bất ngờ đôi mắt của hắn đau đớn và Hinata đã chạy đến chỗ Naruto. Hinata liền dẫn Naruto đến chỗ Tenseigan để phá hủy nó. Naruto định phá hủy nó bằng Sasengan thì Hinata đã ngăn cản lại vì chỉ có con cháu của Hamaru mới có thể chạm vào nó. Cô liền tiến lên sử dụng cú đấm của mình tấn công quả cầu, một luồng điện chạy qua nhưng không có tác dụng. Naruto liền cầm tay Hinata chuẩn bị tấn công lại lần nữa, hai người liền kết hợp lao vào tấn công, khiến một luồng sét lớn xuất hiện và vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hóa ra Tenseigan là do các Byakugan hợp mà thành, lúc này Shikamaru đang khiến đám cạnh vệ đánh lẫn nhau. Bất ngờ một tên đánh lén thì rơi xuống đất, những con rối đột nhiên ngừng hoạt động tất cả, lớp bảo vệ bên ngoài lâu đài bắt đầu biến mất.
tại trái đất khẩu thần công đang nạp đến 100% năng lượng của nó, ngay lập tức lệnh khai hỏa được kích hoạt. Khẩu thần công liền một phát bắn vào không gian với hàng trăm đầu đạn phá hủy một lượng lớn thiên thật kia. Zaikage từ làng mây liền họp ngũ quốc về việc bọn họ đã bắn hạ cá thiên thật kia. Tiếp đến bọn họ sẽ bắn đến mặt trăng, trong khi đó sau khi phá hủy lõi năng lượng, khiến mặt trăng ngừng chuyển động, chiếc la bàn trên tay Shikamaru cũng đã dừng di chuyển. Tên Toneri lúc này đang đứng trước hàng ngàn đôi mắt mà hắn cho rằng là di sản của Otsutsuki để lại. Với sự căm phẫn bên trong hắn ta, cả nhóm Naruto lúc này đã tập hợp lại. Sakura đã đưa lại cho Hinata một mẩn còn lại của chiếc khăn, cô liền nhìn Naruto vì chiếc khăn đó cô làm ra để cho cậu. Naruto liền nhận lấy bằng hai bàn tay và hứa sẽ cất giữ cẩn thận nó. Bất ngờ chiếc đồng hồ trên tay Shikamaru tiếp tục chuyển động. Hóa ra đôi mắt của tên Toneri sau khi đánh cắp từ Hanabi đã đạt đến sức mạnh của nó. Bất ngờ một con quái vật khổng lồ xuất hiện tấn công bọn họ. Naruto liền triệu hồi Kumara tấn công con quái vật kia. Kumara giáng những cú đấm rồi nhấc bỏng hắn ta lên và ném ra xa. Con quái vật điên tiết lao và đẩy Kumara rơi xuống bên dưới. Tên Toneri lúc này bay đến hắn thi triển sức mạnh thành một hình thể mới rồi tạo ra một lốc xoáy, hút bọn họ vào bên trong và phá hủy một phần của mặt trăng. Khẩu siêu pháo lúc này đã đạt đến 90% năng lượng chuẩn bị tấn công mặt trăng. Lúc này Kakashi đã đến gặp Hiashi vì ông ấy muốn Kakashi đừng phá hủy mặt trăng vì Hanabi và Hinata đang ở trên mặt trăng. Bất ngờ một người phụ nữ chạy vào thông báo cứu vĩ đang ở trên mặt trăng. Kumara lúc này một chiêu tiêu diệt con quái vật kia, không ngờ nó lại hồi sinh về trạng thái ban đầu và liên tiếp tấn công ông ta. Zaikage làng mây liền nhận được tin của Hokage, Kakashi liền đề nghị ngừng việc bắn hỏa tiễn vì Naruto và những người khác đang ở trên mặt trăng. Nhưng Zaikage vẫn muốn hạ mặt trăng. Gaara liền muốn ngừng bắn hạ mặt trăng một tiếng vì Naruto là anh cùng bọn họ sẽ đặt niềm tin vào cậu ấy. Tất cả mọi người đều đồng ý nên ông ta đành chấp nhận điều đó. Lúc này tên Toneri đã bắt được Hinata, hắn liền nốt cô vào chiếc lồng kia. Trận chiến của hai người liền bắt đầu. Naruto một chiêu cắt đôi con chim kia và tạo ra vụ nổ lớn, hắn ta đỡ lại được rồi lao về phía cậu tấn công. Trận chiến của bọn họ diễn ra ác liệt. Toneri cho rằng thế giới của hiền nhân tạo ra là thất bại và hắn sẽ hủy diệt trái đất. Naruto sẽ không chịu thua, cậu liền lao đến tung cú trưởng. Kumara đang lao mình tấn công con quái vật kia. Bên này Naruto và Toneri tung trưởng đối đầu nhau, hắn liên tiếp bắn trưởng khiến Naruto đang cố gắng né tất cả. Toneri liền tạo ra một thanh kiếm lớn một chém xuống Naruto cắt đôi mặt trăng làm hai nữa. Cứ ngỡ Naruto đã bị đánh bại nhưng không, hàng nghìn Naruto lao lên tấn công, Toneri liên tiếp bắn đạn tiêu diệt. Những Naruto tập hợp lại một điểm tung ra Sengan liền bị ngăn cản bởi một hàng rào khiến một vụ nổ vang lên. Từ mặt đất Naruto lao lên tung đấm đánh hắn ta văng ra đằng xa. Naruto cầm trên tay chiếc khăn gió ấm, cậu nhất định sẽ không thua hắn ta. Toneri lại dùng tuyệt chiêu tương tự tấn công Naruto, cậu tập hợp năng lượng tại một cánh tay và đẩy lùi cú trưởng đó. Lao mình về phía trước, Naruto tung một đấm chí mạng đẩy Toneri văng ra hàng cây. Tố khiến hắn trở lại nguyên hình, Tensegan đang dần biến mất trong mắt hắn ta, con quái vật đang đấm vào mặt Kumara liền bất động. Hinata cũng được giải thoát. Hinata liền tiến đến Toneri để đòi lại mắt cho Hanabi. Bất ngờ hàng ngàn đôi mắt tập hợp lại trên người của tên Toneri kia. Kumara lúc này tung chiêu phá hủy con quái vật kia. Sức mạnh của Naruto đang bị hút bởi Toneri, Hinata liền cầm tay cậu truyền năng lượng cho cậu. Cô có thể làm như vậy bởi dòng chakra của Hamura đang chảy bên trong cơ thể của cô ấy. Toneri lúc này điên dại đang tạo ra sức mạnh để hủy diệt trái đất. Cơ thể hắn ta đang biến đổi vì hấp thụ sức mạnh quá nhiều, Naruto liền chạy đến ngăn cản hắn ta. Zaikage lúc này ra lệnh tấn công mặt trăng nhưng ong sát thủ không nở làm điều đó với Naruto, Zaikage liền định lao đến tự mình bắn hạ nó. Bất ngờ bọn họ nhận được tin tức mới, Kumara đang viết ký hiệu Shinobi nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành, chiếc đồng hồ cũng đã ngừng chạy. Thông báo được đưa đến toàn thể mọi người về việc mặt trăng đã dừng hoạt động nhờ sự góp sức của Shikamaru, Naruto và tất cả mọi người khác. Toneri sau đó đã biết được sự thật trước kia, hắn ta liền hối lỗi và sẽ ăn năn trên mặt trăng này. Cuối bộ phim, hai người Hinata và Naruto trao nụ hôn cho nhau dưới ánh trăng đầy lãng mạn. Đến đây là hết tập phim Naruto trận chiến cuối cùng rồi. Các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho chúng mình một nút like và share nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh tớ review phim nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của tớ nhé. Bye bye các bạn yêu quý của tớ.